Quý anh chị và các bạn, và xin phép các quý vị Phật tử gần xa trong nước. Ngày hôm nay thì cho phép tôi được chia sẻ cái suy nghĩ của mình về một bức tranh mà quý vị có thể thấy ở trên màn hình. Đức Phật Tổ đang pháp giảng cho các đệ tử của mình. Thực ra thì tôi cũng không biết là cái bức tranh này có bối cảnh, không gian, thời gian hay những cái câu chuyện cụ thể nó như thế nào. Bởi vì là tôi cũng chưa hẳn phải là Phật tử chính gốc của nhà Phật. Tôi chỉ là một người bình thường. Mà gần đây thì tôi cũng do tính chất công việc thì tôi cũng có cái thời gian để nghiên cứu về các bài pháp giảng của đạo Phật, mà tôi hay lắng nghe pháp giảng của thầy Thượng Tọa Thích Chân Quang, thì tôi cũng thấy cái sự tuyệt vời hay ho trong đó, thì tôi rất là muốn cảm ơn về thầy, cảm ơn thầy về những cái bài giảng của thầy. Tôi cũng học được ở đó cũng rất là nhiều để giúp cho mình có một cái suy nghĩ trong cuộc đời, cuộc sống nó được chín chắn hơn, nó được tốt đẹp hơn, giúp cho cái bản ngã của mình không quá cao và giúp cho cái tâm hồn mình được thánh thiện hơn và tâm trí của mình được bình yên hơn. Cái bức hình này thì tôi chụp cách đây cũng đã 2 năm rồi. Tôi chụp ở số 87 phố Mã Mây, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đây là một cái nhà cổ Việt Nam, mà cái nơi mà du khách thập phương người ta sẽ đến đây và người ta sẽ tham quan, tìm hiểu về cái truyền thống văn hóa, rồi là những cái cấu trúc, kiến trúc của một ngôi nhà của người dân Việt Nam như thế nào. Và tôi thấy có cái hình ảnh bức tranh này thì tôi thấy hay, tôi chụp lại. Và tôi cũng không có để ý lắm, mà cho đến những ngày gần đây thì tôi mới lật lại cái ảnh và thấy được cái bức ảnh này. Tôi cũng thấy hay và thú vị, thì tôi cũng xin đăng tải lên đây để anh em quý Phật tử gần xa có thể cùng nhau thử nói lên những suy nghĩ của mình xem, nhất là với những người chưa tìm hiểu sâu về đạo Phật, hoặc là những quý Phật tử mới gia nhập đạo Phật, thì chúng ta thấy gì ở trong bức hình này. Thì để thấy những cái nó có những cái ý nghĩa sâu xa hoặc là rất sâu trong đó thì chúng ta chưa nhìn thấy được, nhưng ít nhất là chúng ta cũng cần phải nhìn thấy một vài cái nổi bật để chúng ta hiểu hơn về Đức Phật Tổ. Thì ở đây trong cái bức hình này thì ta thấy một màu sáng tươi, màu sáng của đạo Phật, màu sáng của cái những cái bài pháp giảng làm cho chúng sinh được tươi sáng hơn, không nằm trong u minh nữa, mà làm cho đầu óc chúng sinh trên cuộc đời này được thắp sáng. Và đây cũng là cái màu mà ta thấy là rất dịu mắt, làm cho chúng ta cái tâm tính của chúng ta sẽ được nhẹ nhàng hơn. Tôi nghĩ là vậy. Và những cảnh quan xung quanh của Đức Phật Tổ, chúng ta cũng nói một chút, trước hết là về thực vật, về cây cối. Thì ta thấy cây này có lẽ là cây bồ đề. Ta thấy những cái gân guốc ở đây, những cái gân guốc như vậy thì thể hiện là cây này đã rất già rồi. Tôi nghĩ là vậy, đã rất già. Bởi vì là thường thì người già họ mới, những cái gân guốc của người già họ mới hiện ra, còn những người trẻ thì thường là cái gân guốc
sẽ lặn sâu vào dưới làn da của chúng ta, ta không thấy được. Còn đặc biệt hơn nữa là những cái lá cây, ta có thể nhìn giống như là xuyên thấu vậy. Lá cây, cả cỏ nữa, được nhô lên rất cao. Các lá cây này toàn nhô lên cao và rất cứng cáp. Ta thấy rằng là có lẽ là cả cây cối họ cũng đang lắng nghe những cái bài giảng của Đức Phật Tổ. Và những loài động vật thì chắc chắn là cũng đang dọc tai nghe rồi. Và đây có các đôi hươu nai, rồi có cả con, đây chắc là con sóc gì đó, cũng đang ngoái nhìn lại phía Đức Phật Tổ để lắng nghe Ngài đang truyền thụ những cái pháp giảng sáng tươi cho nhân loại. Và điều đặc biệt ở đây thì tôi thấy rằng là hươu này, đôi hươu này có lẽ là vợ chồng, đôi vợ chồng. Bởi vì ta thấy một con thì có sừng, một con không có sừng. Đã. Đấy là quan hệ vợ chồng, tôi nghĩ là vậy, hoặc là anh em, vợ chồng hoặc là anh em. Và ở đây thì có lẽ là bố con, bởi vì là con hươu này rất lớn mà lại có cái sừng dài như vậy. Đây con bé thôi. Có lẽ là cái mối quan hệ vợ chồng, anh em, con cái đã được thể hiện ở đây cho chúng ta thấy rằng là những cái bài pháp giảng của Đức Phật Tổ dành cho, đặc biệt là rất đặc biệt là dành cho gia đình, cho gia đình, cho chúng sinh, người có gia đình. Bởi vì thường là người có gia đình thì mới cần sự, gần như là có sự chín chắn hơn cho cuộc đời. Và nó cũng có hay cái mối va chạm, va vấp, nhất là mối quan hệ vợ chồng, như là cái chạm bát, có cái bát đĩa thì lúc nào cũng phải xô nhau, thì sẽ có những cái mâu thuẫn va chạm trong cuộc sống. Gia đình cũng là một cái tế bào, một cái nhân tố để hình thành cái xã hội thịnh vượng, hạnh phúc. Và mối quan hệ bố con cũng vậy. Đạo hiếu, đạo vợ chồng, đạo hiếu là trên hết rồi. Đó là những cái mối quan hệ rất quan trọng. Tại sao mà chúng ta lại thấy những cái hình như vậy? Và tiếp theo nữa là các đệ tử của Ngài thì ta thấy có 5 người tất cả. 5 người. Vậy thì tại sao là có 5 người mà không phải 6 người, hoặc là 4 người, hoặc là 8 người, hoặc 9 người, hoặc 10 người? Tại sao lại như vậy? Tôi cũng có đôi ba dòng suy nghĩ. Và tự dưng tôi lại nhìn lên bàn tay của mình, có 5 ngón để hình thành đủ nên cái một bàn tay đầy đủ, không bị tàn tật, thì đúng là phải có 5 ngón tay. 5 ngón tay này giống như là 5 ngón tay của Phật Tổ truyền bá cái đạo đức pháp giảng của Ngài tới đệ tử, để đệ tử đi truyền bá, truyền dạy khắp thế gian, giúp cho thế gian muôn dân, mọi người được bình an và no ấm. Đấy là tôi nghĩ là như vậy. Còn cái áo cà sa của người có sự đặc biệt, đó là không có cúc. Có thể thời xưa họ chưa sản xuất cúc, nhưng tôi nghĩ rằng là cái áo này là dành cho những ai mà thiếu cơm ăn áo mặc, hoặc là cho những đứa trẻ nào mà chưa đủ ấm, thì Phật Tổ của chúng ta sẽ bỏ áo ra để sưởi ấm cho người đó. Cái áo này rất tiện để cởi ra, tôi nghĩ là vậy. Chúng ta chưa thấy câu chuyện nào về Phật Tổ đã từng cởi áo cứu giúp bất kỳ một ai, nhưng mà tôi nghĩ
trong cái thâm thúy thâm sâu của cách thiết kế cái áo này, nó cũng có thể là như vậy. Ngài sẵn sàng từ bỏ tất cả mọi thứ để cứu giúp, cứu độ chúng sinh. Những cái này thì ta không biết, chưa biết được, nhất là với những người chưa học sâu về đạo. Nhưng ta có thể thấy được một vài số cái điểm bề ngoài. Và 5 người đệ tử của Ngài, tại sao lại là 5? Cũng là một lý do nữa, đó là con người chúng ta có 50 giác quan. Ta có mắt, mũi, miệng, tai và cái cảm giác. Thì 5 người này cũng đại diện cho 5 cái giác quan của chúng ta. Ý nghĩa là làm sao đấy để chúng ta kiểm soát tốt được những cái giác quan trên người của chúng ta. Như đệ tử này, phía bên tay phải của Đức Phật Tổ, thì là đệ tử này là đại diện cho cái cảm giác nóng hay lạnh đó. Bởi vì làm sao Ngài chúi cả đầu đến gần, cố gắng chùi người để lắng nghe hết tất cả những bài pháp giảng của Đức Phật, rất hăng hái, rất phấn khích, rất có nhiều năng lượng đối với Ngài này. Đó. Thì cũng như cảm giác của chúng ta, sờ vào nóng thì sẽ thấy biết là nóng, sờ vào lạnh thì ta đã thấy lạnh ngay rồi. Đó là lý do tại sao là Ngài này là đại diện cho cái cảm giác đó. Còn Ngài này thì sẽ đại diện cho lắng nghe. Bởi vì ta không thấy mặt, không thấy mặt của Ngài, Ngài cũng lắng nghe rất chăm chú đó. Đó là lý do tại sao mà tay của Ngài lại phải chống xuống đất. Tại sao lại chống xuống đất? Bởi vì là những cái bài pháp giảng của Đức Phật vào tai thầy hết. Và chính vì thế mà có lẽ là rất nặng, thầy đã phải đỡ những cái pháp giảng rất nặng rồi mới để cái tay chống xuống đất như vậy. Đó. Rồi Ngài này thì là Ngài đại diện cho việc về cái vị giác. Bởi vì Ngài đang để đầu lên như này và đang cảm nhận cái vị giác được đưa vào lưỡi của mình nó như thế nào, cảm nhận là như vậy. Và cái tay của Ngài cũng để rất gần miệng, chứng tỏ là vừa đưa cái gì vào mồm, nó là như vậy, nó là tượng trưng thôi, thực tế thì chắc chắn là không phải rồi, tượng trưng. Còn Ngài này thì Ngài là tượng trưng cho cho việc là thính giác. Bởi vì Ngài đâu có nhìn, Ngài không cần nhìn vào cái gì cả, Ngài chỉ không nhìn và chỉ cần cúi đầu, cúi mũi xuống để ngửi. Đó. Ngửi là Ngài đã cảm nhận được những cái gì sẽ xảy ra xung quanh mình, chẳng hạn là như vậy. Còn Ngài cuối cùng ở đây chắc chắn là đại diện cho con mắt, bởi vì ánh mắt của Ngài nhìn ra đây, nhìn hết thế gian này. Tất nhiên là chỉ nhìn được một góc thôi, nhìn một góc của nhân sinh so với Phật Tổ thôi. Phật Tổ ngồi đây nhìn thấy hết. Đã, Ngài sẽ nhìn ra mắt ra hướng ra đây, chứ Ngài không nhìn vào Phật Tổ. Ngài đang nhìn ra đây, nhìn hết chúng sinh. Ngài dùng con mắt của Ngài nhìn. Và tất nhiên là Ngài cũng không cần phải mở mắt đâu, khi mà nhìn thấu tâm can của Ngài. Mắt thường không thể nhìn thấy những cái ẩn chứa bên trong của vạn vật được,
mà cần phải nhìn bằng tâm. Đó là suy nghĩ của tôi về bức hình này. Tôi cũng hy vọng là những cái lời suy nghĩ của tôi không gây ảnh hưởng bất kỳ đến cái sự báng bổ nào về về Phật pháp. Bởi vì một khi tôi đã lắng nghe những bài pháp giảng của thầy Thích Chân Quang rồi thì tôi cũng phải tự hiểu mình là một đệ tử của thầy. Tất nhiên là chưa chính thức, và tôi cũng phải giữ những cái giới, những cái điều đúng cho cái đạo của mình mà mình đang học tập, tu rèn, dưỡng tính. Xin cảm ơn quý Phật tử, anh chị gần xa đã lắng nghe hết video của tôi, và kính chúc cho tất cả mọi người được bình an, vui vẻ và hạnh phúc với cuộc sống và gia đình của mình. Xin cảm ơn ạ.